trăng như sao đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sang khắp chốn, gội sạch tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tình ân cho khắp nhân trần. Tình yêu Thiên Chúa trói sang khắp chốn, gội sạch tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tình ân cho khắp nhân trần. Thank you.
lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan, an vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nặng nhớ tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Kính thưa quý vị phụ huynh và các em nhi đồng, chiều qua và ngày hôm nay tôi có giới thiệu để luyện lại văn nghệ của các em ca đoàn B và ca viên. Trước khi các em trình diễn, tôi xin để nói cho quý vị biết, trong hơn một tháng các em chuẩn bị để đi trại, các em tự động tập. Đây là các văn nghệ và các cái tài do các em tự động tập lấy, rồi các em nhờ một vài người ngang ngang tuổi giúp các em, chứ không có chuyên viên. Vì thế đối với tôi đấy, tôi không ở chuyên viên mà tôi xem một lần rồi, tôi thấy hay, hôm nay đã xem thêm lần nữa, riêng cá nhân tôi thôi. Còn có những người chuyên viên và người thì xem kịch tược nhiều nơi, cái đó thì có nhận xét gì để giúp đỡ cho các em thì xin mai mốt góp ý kiến để các em tìm chuyên viên để giúp cho các em để thành tài hơn. Thì đây là những mầm non của giáo xứ, mầm non một số nhỏ tự động là nó thấy rất là hay và quý lắm. Những bậc nào, những bậc phụ huynh có con em trình diễn hôm nay phấn khởi, còn ai chưa con em trình diễn thì nó cố gắng để sau này tiếp tục giúp các em. Thế trước khi các em có lời với quý vị, tôi xin kính chào quý vị phụ huynh và tất cả những ai đang tham dự ở đây. Xin Chúa ban nhờ ơn lành cho tất cả quý vị, và xin quý vị nhớ rằng đây là các em tự động làm, như thế chứng tỏ cái tài nghệ các em. Nếu có người mà chuyên viên hướng dẫn, chắc các em còn làm khá hơn nữa. Hy vọng sau này có chuyên viên để giúp đỡ các em. Một lần nữa cảm ơn quý vị đến đây, và Trang cảm ơn tất cả chúng con vì thiện chí của chúng con và khả năng chúng con đã tập luyện mấy tuần trước đây. Hôm nay chúng con lại trình diễn lại nữa, cảm ơn chúng con. Ước mong cái tài nghệ chúng con càng ngày phát triển. Cũng cảm ơn cấp sơ, đặc biệt sơ tĩnh hướng dẫn cho các em, chứ không phải là chuyên viên để dạy các em mà hướng dẫn đồng ý cho em trình diễn hôm nay. Hãy xin cảm ơn ma sơ, các sơ và cảm ơn chúng con tất cả. Kính thưa cha sở, quý sơ, quý thầy, quý khách, quý ân nhân, ông bà, cha mẹ. Mỗi khi tiếng ve báo hiệu hè về là chúng con lại thấy rờ rực nao nức đón hè qua các buổi cắm trại mà cha xứ, quý sư, quý thầy đã chuẩn bị cho chúng con. Năm nay cũng vậy, chúng con đã hân hoan tưng bừng chào đón trại hè với các trò chơi văn nghệ thật là kỳ thú, để đánh dấu tuổi trẻ hào hùng, năng động và không biết mệt mỏi. Hôm nay cha muốn chúng con diễn lại để cống hiến cho quý vị trong giáo xứ nhà
tuổi trẻ luôn luôn năng động yêu đời và vui tươi của chúng con. Trong giáo xứ, chúng con luôn được sự cổ vũ, động viên, luôn được sự quan tâm, ưu ái của cha sở, quý sư, quý thầy và của tất cả mọi người. Để đáp lại tấm lòng yêu thương ấy, chúng con nguyện sẽ cố gắng đem tiếng hát, tiếng đàn nhỏ bé của mình để phục vụ Chúa và giáo hội qua giáo xứ nhà. Tuổi trẻ của chúng con cũng còn rất nông nổi, không tránh khỏi phạm sai lầm nên nhiều lần đã làm phiền lòng cha sở và mọi người. Chúng con xin tạ lỗi. Chúng con là những nhạc công và ca viên nên chỉ xin thể hiện đêm nhạc qua tiếng hát, tiếng đàn của mình. Đây không phải là đêm trình diễn văn nghệ mà chỉ là để thể hiện bổn phận của một nhạc công và một ca viên, nên chúng con sẽ tự đàn, tự hát, tự tập múa với nhau để vui chơi trong những ngày hè của thời thơ ấu. Vì thế, rất mong tất cả mọi người, cha sở, quý khách bỏ qua cho những lỗi lầm của chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Và sau đây là chương trình văn nghệ của chúng con. Dòng sông xanh, vâng, quê em có dòng sông Đức La uốn khúc quanh, mang theo nhiều êm đềm, nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Mỗi khi hoàng hôn xuống, cho em bao mộng đẹp. Đây, hòa tấu, dòng sông xanh, với tiếng đàn ngọt lành, Phương Thảo, piano Như Quỳnh, Tú Anh và Nguyên Hằng, trình tấu bắt đầu. Thank you.
gửi đến quý vị khán giả bài hát Bông Hồng cho từng người. Quy giọng ca Linh Phương, Ngọc Trâm, Ốc Ân, Thanh Quen, Piano Nguyên Hằng, Hoàng Liệt cùng với sự phù hộ của vũ đoàn Chim Non.
cho em những mong ước yêu thương, những ước mộng khát khao cháy bỏng. Giai điệu tươi vui của bộ khúc Tuổi đời mênh mông sẽ tiếp nối chương trình với giọng ca của Bách Duyên, Nguyên Hằng cùng với sự phụ họa của Organ, Tú Anh, Pino, Như Quỳnh, Tuấn Lâm cùng vũ đoàn chim non phụ họa. Đây, Tuổi đời mênh mông xin được bắt đầu. Mẹ, 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 m
năm ấy. Chọn nhân tài phục vụ cho đất nước, có rất nhiều các sĩ tử tham gia ứng thí. Trong số đó có hai chàng sĩ tử Ưng Hoàng Phúc và Quách Thành Danh. Quách Thành Danh là một con chiên ngon đẹp của Chúa, Ưng Hoàng Phúc là một người ngoại đạo. Tuy vậy, họ vẫn là một đôi bạn thân thiết. Chà, mệt quá, chúng ta nghỉ một chút đi. Kìa, hình như ở chỗ kia có một con suối, chúng ta hãy đến đó rửa mặt cho mát đi. Tôi thấy lời này thật mát mẻ, hay là chúng ta nghĩ lại cũng ngay một vài ngày. Không được đâu đó hả, tôi rất là sợ cho dữ đó nha. Vậy thì chúng ta đi tìm quán trọ khác vậy. Được đó. Thế rồi họ lại tiếp tục lên đường. Họ đi, đi mãi, trời đã nhem nhem tối, nhưng họ vẫn không tìm được quán trọ nào. Bỗng họ nhìn thấy một cô gái. Chị gì đó ơi, chị gì đó ơi. Làm ơn cho tôi hỏi, đây là đâu vậy đó hả? À, tại sao hai công tử lại đến chỗ này? Hai công tử không biết là đây là được mình danh là khu rừng địa đó sao? Vậy đó hả? Tôi cảm thấy không an toàn chút nào. Hay là chúng ta hãy mau đi chỗ chú chăn khác đêm nay, trời đã tối rồi đó. Đằng kia có một người miếng hoàng, hai công tử có thể quay đêm ở đó. Ồ, cảm ơn cô nhé. Chào hai công tử. Trời ơi, tôi sợ quá. Tôi nghe nói là ngôi miếu đó là nơi tụ tập của bọn yêu quái, đặc biệt là yêu tinh nhện, trong phim Yên Ương Hồ Điệp chiếu trên VTV3 đó. Là gì có chuyện đó đó hả? Tôi không tin trên đời này có ma đâu. Thôi chúng ta hãy đi đi. Miếu hoang, họ đã đi cả một ngày đường nên họ rất mệt mỏi. Họ rất muốn đến một khiếp nơi trần trọc mãi không sao ngủ được. Chợt Ưng Hoàng Phúc lại gần Quách Thành Danh. Tôi nghe nói bên đèo các anh có sợi dây chuỗi có thể được ma quỷ, anh có thể cho tôi mượn được không đó hả? Được chứ, cảm ơn nha. Sau khi mượn được dây chuỗi, Ưng Hoàng Phúc đã ngủ rất ngon. Cùng Quách Thành Danh thì thức để cầu nguyện. Anh cầu cho mình và Ưng Hoàng Phúc kịp lên kinh ứng, và anh cầu cho chú có hai người bình an đêm nay. Sau đó anh cũng chìm về giấc ngủ. Đến nửa đêm, bỗng nhiên có một luồng gió thật mạnh thổi đến, cây cối nghiêng ngả, mây đến kéo che kín cả bầu trời. Yêu tinh nhện đã đến. Ta sẽ ăn đi tàn nhóc này trước. Trong lòng nó luôn có chúa ngự trị nên ta không thể ăn thịt nó được. Và thằng nhóc kia vậy. Tuy bên ngoài nó mang chúa nhưng trong lòng nó không có chúa, vì vậy ta sẽ ăn thịt thằng nhóc này. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, ý cha chỉ đến, ý cha thể hiện. Nhờ lòng hào hiệp giúp đỡ bạn bè và luôn tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, Quách Thành Danh đã cứu được Ưng Hồng Phúc giữa cơn nguy hiểm. Sáng hôm sau, họ đã lên đường vào kinh ứng thí, cả hai đều đổ cao. Nhờ lòng hào hiệp dũng cảm của Quách Thành Danh đã cảm hóa được Ưng Hồng Phúc. Từ đây, không chỉ một mà là hai con chiên ngon đẹp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, kính thưa cha sở, qua vở kịch vừa rồi, nhóm nhạc con và ca đoàn chúng con muốn gửi đến một thông điệp, đó là chúng ta sống lời Chúa không phải sống bằng bề ngoài, bằng môi, bằng miệng, nhưng phải sống bằng cả tấm lòng. Và nhờ đời sống ấy mà chúng ta có thể cảm hóa những người khô đạo và thậm chí cả những người ngoại đạo trở về với Chúa. Con xin hết.
Vì đời là những giai điệu đẹp nên em là những nốt nhạc xanh. Em yêu những nốt nhạc xanh dìu dặt em trên từng phím đàn, đưa em vào giai điệu hồng âm. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhạc phẩm Những Nốt Nhạc Xanh qua phần biểu diễn của hai bạn Như Quỳnh, Tú Anh cùng vũ đoàn Siêu Quậy. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với một nhạc phẩm được mang tựa đề Trở Về Mái Nhà Xưa với học ca Hoàng Điệp, piano Linh Phương, Minh Trâm và Bích Duyên. Xin mọi người cùng thưởng thức.
tôi trở về bằng bốn chân loài thú, dặm sâu sao trên cỏ rối bên đường. Thôi nhé, lữ khách ơi, xin hãy dừng bước. Đây vũ khúc Dừng Bước Giang Hồ với giọng ca Tuấn Lam, Như Quỳnh cùng một đoàn chim hoang thể hiện Dừng Bước Giang Hồ bắt đầu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Trong lúc mơ màng, anh gặp một toán cướp.
lạc vào đất nào không mày? Để không có em nhé anh ơi. Không biết hả? Anh mày có cái gì vậy? Em không có gì hết mẹ, tuyệt mẹ. Mày lôi lục coi mày. Dạ dạ. Đủ vô dụng kia. Trẻ thôi của tôi mẹ, không phải của anh đâu, trẻ thôi. Trời ơi. À, mày có tiền không mày? Có đồ lè. Trời ơi, trả cho tôi đi mẹ. Trời ơi, gia sản của tôi. Trời ơi. Gia sản mày có 2.000 Việt Nam đồng. Trời hay nó. Hết rồi hả mày? Gì vậy? Còn trong ạ, còn trong đó. Mày mặc cái đây á. Không có, tao phải hủy cho vợ em. Mày nghèo mày, trẻ mày ơi. Giật. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Đi mày. Thế rồi anh nằm trên giường, hoang vắng một mình, không ai quan tâm. Một người ghe lê lê đi qua, bỗng một thầy tư tế đi qua, nhìn thấy anh ta, nhưng người ấy bỏ qua đi một bên. Anh ấy vẫn nằm đó một mình. Và kìa, có một thầy Lê Vi cũng đi tới. Nhìn thấy người ấy, nhưng thầy Lê Vi cũng đi qua. Rồi có một người từ Samari cũng đi trên con đường ấy và gặp anh thanh niên. Người Samari ấy chạnh lòng thương, băng bó cho anh. Ra tội nghiệp anh chàng này quá, ta phải đưa anh về. Đó về bàn. Thưa bà chủ, bà chủ cho tôi gửi anh chàng bị người ta. Trời ơi, tội nghiệp ghê. Ừ, thôi được. Nhưng mà phòng trọ của tôi là rất là êm hẹp. Chính vì thế, nhưng mà mong chị thông cảm nha. Vâng, tôi sẽ đưa tiền trước. Còn bao nhiêu tôi sẽ thanh toán sau. Sau này tôi sẽ về tôi thanh toán. Ồ, được. Thế rồi chị cứ yên tâm đi. Một tuần sau chị hãy đến lấy. Vâng, anh em tôi là những người đau khổ, neo đơn, đang cần tôi giúp đỡ. Hãy thương người như thể thương thân. Nhờ đó chúng ta có thể xoa dịu cho nhau những nỗi đau và lau đi những giọt lệ. Cảm ơn, xin cảm ơn. Trước khi bế mạc buổi vui chơi hôm nay, chúng con xin chân thành cảm ơn cha sở, quý sơ, quý khách, ông bà, cha mẹ đã bỏ thời gian quý báu đến cổ võ, khích lệ chung vui với chúng con hôm nay. Cách riêng cha sở, các sơ, cộng đoàn Phaolô Phương Nghĩa đã tạo điều kiện để chúng con có được buổi vui chơi hôm nay. Tâm tình biết ơn này, chúng con xin gửi đến qua nhạc bản Cảm ơn do ca trưởng Thanh Quang, organ Hoàng Điệp và ca đoàn B biểu diễn.
Đến đây là kết thúc chương trình của đêm họp vui. Chúng con xin kính chúc cha sở, quý sư, quý thầy, quý cộng đoàn một đêm an giấc thật nhiều mộng xinh. Cha sở cảm ơn quý vị phụ huynh và quý vị đến để chơi vui với các em ca đoàn B và nhạc công. Và trước khi chúng con nghỉ, cha cảm ơn chúng con rất nhiều. Những mầm non của giáo xứ hôm nay chúng con trình diễn chắc là mọi người rất là hài lòng với chúng con. Đặc biệt Thiên Chúa Mẹ Maria cũng vui lòng với chúng con rất nhiều. Cảm ơn chúng con, cảm ơn sơ phụ trách, quý sơ, cảm ơn tất cả, cảm ơn thầy nhân, anh Trung cũng như tất cả những người đã cộng tác giúp chúng con hôm nay được mọi sự may mắn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.